Ít thể dục thể thao đó anh. À. Vâng. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Ừ. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Sợ cô đơn. Dạ. Vậy chứ mấy mối tình rồi? Dạ em chính thức thì em chưa có anh ơi. Có mối tình đơn phương nào không? Dạ đơn phương thì nhiều chứ anh. Nhiều luôn. Vâng, tức là lúc đầu em có tìm hiểu á thì là em thích, nhưng mà sau đó khi mà đi chơi rồi làm quen tìm hiểu á thì em thấy là không hợp cho nên là thôi ạ. À, vâng. Rồi, mời đàn gái. Để bên đây người ta nói về tình trường nè. Ừ. Em dạ. Nói thử nghe coi. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Dạ, quen nhau được 2 năm ạ. Ồ, vậy hả? Lý do chia tay vậy? Dạ, lý do chia tay đó là người ấy yêu nhưng mà không xác định chuyện tiến tới hôn nhân. Người ấy ưu tiên cho sự nghiệp, cho công việc. À. Nên em quyết định là dừng lại. Dạ, em muốn tìm một người là yêu lâu dài. Bạn trai nghe không? Dạ, em có nghe ạ. Yêu người có xu hướng lập gia đình đó. Em có xu hướng lập gia đình không? Dạ, quá có chứ anh. Quá có hả? Vâng. Khoảng bao lâu thì lập gia đình được? Dạ, em hy vọng trong vòng nửa năm ạ. Nửa năm? Vâng. Bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Người yêu lý tưởng của em đó là thứ nhất là phải nhỏ hơn của em. Rồi, ghi 27. Có, vâng. Bên em 27, bên em 29. Quá đẹp anh ạ. Quá đẹp hả? Vâng. Gì nữa? Và bạn gái của em á không được thấp lắm, cao được 1m55 trở lên. Mình cao nhiêu cơ? Dạ em cao 1m55 luôn. 1m55 đó, đúng nhầm luôn. À, còn một cái thứ ba ấy là bạn ấy đang làm việc và ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Vũng Tàu. Quận 1 luôn. Quá chuẩn. Chuẩn. Quá chuẩn rồi. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Ừ. Rồi bây giờ á là cái mẫu hình của em về nhan sắc á thì là em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của em về nhan sắc ấy hồi bé thì là em thích Lưu Thực Phi. Lưu Thực Phi. Vâng. Tại vì mang cái vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ á chị. Thần tiên tỷ tỷ thuần khiết đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ thì với em thì dù sao cũng được. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em kính chào chị Hồng Vân, kính chào anh Quyền Linh. Chào kính em. Chào anh bên kia. Em kính chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Thanh Hoa, năm nay em 27 tuổi. Quê của em ở Huế, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng ạ. Làm ở quận mấy Hoa? Dạ em làm ở quận 1 ạ. Rồi mời em trai. Dạ. Em xin kính chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay. Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Hồng Vân. Chào đằng ấy nha. Dạ vâng, chào anh. Em đây là Nguyễn Văn Thắng, 29 tuổi. Hiện đang là chuyên viên phụ trách điện điều khiển của công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam. Đang làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại là em đang làm ở dưới Nhân Trạch, Đồng Nai. À. Nhưng mà ở trên Sài Gòn thì công ty có xe sẵn đưa đi tối về. Rồi, vậy là tốt rồi. Dạ. Bây giờ em có còn nói được tiếng Huế không? Dạ, có. Em nói tiếng Huế đi. Bạn ơi, bạn có thích con gái Huế không bạn? Ồ, mình cũng thích lắm chứ. Đó, mình nói tiếng Huế. Tại vì á, em biết không, cái tiếng Huế dễ thương lắm. Yeah. Cất cái giọng Huế lên là cảm tình liền, thương liền vậy đó. Yeah. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em đó là hồi đi học là em học giỏi các môn tự nhiên. Em từng tốt nghiệp sư phạm lý, loại giỏi. Em tích cực trong công việc, siêng năng, chăm chỉ. Em biết nấu ăn. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là người rất là khô khan, ít lặng màng. Vậy đó hả? Tại em học khoa tự nhiên. Ồ. Rồi em trai? Điểm mạnh của em là em thích ca hát ạ. Hát mọi lúc mọi nơi. Ừ. Dạ, em hay nghe những cái bài nhạc trẻ mới và hát theo. Ừ. Bây hát giờ liền, hát liền luôn. Một cái bài nào đó mà hay nhất ơi, thử coi, nó sung lên nào. Vâng, vâng. Ừ. Em sẽ lòng nóng trường quay bằng một bài em ưa thích. Ừ. Bài hát mang tên Em Gì Ơi. À, Em Gì Ơi, Em Gì Ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, mong ngày sẽ trôi máu. Đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, nỗi lòng tha hương vướng đường. Tương lai ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta nụ cười nở muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời cao núi xanh mây ngàn sao. Oh yeah yeah. Oh yeah. Em xin à. Xin cảm ơn. Được, vui. Bên đây tôi đáp lại liền nè. Dạ vâng, em xin hát một đoạn trong ca khúc là Tình Huế. Tình Huế, rồi.
Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi? Áo tím ngày xưa, tím vẫn thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phải rưng rưng bờ vai. Ô, ba nữ thì ơi, giọng em ngọt quá. Cảm ơn anh. Hai đứa về hát karaoke hợp rồi đó. Dạ. Bây giờ em trai, em có điểm yếu gì không? À, điểm yếu của em thì em ít thể dục thể thao đó anh. Vâng. Em thì trong cái ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm. Và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ. Sợ cô đơn? Dạ. Vậy chứ mấy mối tình rồi? Dạ, em chính thức thì em chưa có anh ơi. Có mối tình đơn phương nào không? Dạ, đơn phương thì nhiều chứ anh. Nhiều luôn? Vâng, tức là lúc đầu em có tìm hiểu á thì là em thích, nhưng mà sau đó khi mà đi chơi rồi làm quen tìm hiểu á thì em thấy là không hợp, cho nên là thôi ạ. Vâng. Rồi đàn gái. Để bên đây người ta nói về tình trường nè. Em dạ, nói thử nghe coi. Em có hai mối tình, một mối tình đơn phương hồi học cấp 3 và một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm. Tức là quen nhau được bao lâu? Dạ, quen nhau được 2 năm ạ. Ồ vậy hả, lý do chia tay vậy? Dạ, lý do chia tay đó là người ấy yêu nhưng mà không xác định chuyện tiến tới hôn nhân. Người ấy ưu tiên cho sự nghiệp, cho công việc. Nên em quyết định là dừng lại. Em muốn tìm một người là yêu lâu dài. Bạn trai nghe không? Dạ, em có nghe ạ. Yêu người có xu hướng lập gia đình đó. Em có xu hướng lập gia đình không? Dạ, quá có chứ anh. Quá có hả? Vâng. Khoảng bao lâu thì lập gia đình được? Dạ, em hy vọng trong vòng nửa năm ạ. Nửa năm? Vâng. Bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Người yêu lý tưởng của em đó là thứ nhất là phải nhỏ hơn của em. Rồi, cái 27. Có, bên em 27, bên em 29. Quá đẹp anh ạ. Quá đẹp hả? Vâng. Gì nữa? Và bạn gái của em á không được thấp lắm, cao được 1m55 trở lên. Mình cao nhiêu cưng? Dạ, em cao 1m55 thôi. 1m55 đâu, đúng nhầm luôn. À, còn một cái thứ ba ấy, là bạn ấy đang làm việc và ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Vũng Tàu. Quận 1 luôn. Quá chuẩn. Quá chuẩn rồi. Chào em. Dạ, chào chị ạ. Ừ. Rồi bây giờ á, là cái mẫu hình của em về nhan sắc á, thì là em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của em về nhan sắc ấy, hồi bé thì là em thích Lưu Thực Phi. Lưu Thực Phi? Vâng. Tại vì mang cái vẻ đẹp thần tiên tỷ tỷ á chị. Thần tiên tỷ tỷ, thuần khiết đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì sao? Bây giờ thì với em thì dù sao cũng được. Bởi vì em thì thấy ngoại hình của em cũng bình thường. Vì vậy bạn gái của em cũng cần không cần phải đẹp lắm. Mà ví dụ đẹp thì em tính sao? Nếu thế thì quá tốt đi sao chị? Quá đúng không? Nhưng mà khổ nỗi là em sẽ phải cố gắng giữ bạn bằng mọi giá luôn. Đúng rồi. Bởi bạn sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Bạn bên đây là ngộ lắm, không biết sao đẹp vậy mà không có vệ tinh, nó quên chưa hỏi. Em, dạ. Tại sao vậy? Tại sao mà em đẹp như thế này mà em lại không có cái mối tình nào mà nó gọi là đúng ý của mình vậy? Em cũng từng lên các app hẹn hò để mà kết bạn, thì cũng nói chuyện, lúc đầu thì thấy cũng hợp, sau đó tự nhiên người ta đề nghị là đi khách sạn. Em thấy kỳ quá, sao em sợ, em không dám đi. Không dám đi luôn. Dạ, và quyết định là mình đến với bạn mối hẹn hò luôn. Đúng rồi, em tin tưởng chương trình, mong chương trình tìm cho em một nửa yêu thương. Rồi cái nửa yêu thương của em muốn sao? Dạ, về ngoại hình thì cân đối, gương mặt là dễ nhìn. Cân đối dễ nhìn có luôn. Không, dạ. Về tính cách là hoạt bát nhanh nhẹn. Quá hoạt bát, nãy giờ là thiếu hoạt bát quá rồi. Vâng, có thể còn hoạt bát hơn nữa. Ừ, rồi, sao nữa? Sao nữa? Dạ, ngoài ra thì gọn gàng, sạch sẽ. Có không? Nè, cái này có gọn gàng, sạch sẽ hay không? Cái này em đảm bảo. Đảm bảo luôn đúng không? Rất sạch sẽ. Okay. Ở nhà lau nhà, quét nhà thường xuyên. Qua coi đàn gái, coi mắt cái đã. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi bị chảnh đó nghe. Trời ơi. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào anh. Chịu á, đàn trai nhìn thấy đàn gái chịu rồi đó. Ông nhìn nhận thấy có giống thần tiên tỷ tỷ không? Giống á. Đó, cái nét đẹp này là nét của thần tiên tỷ tỷ. Đây cũng giống rồi nha. Nói chung là cũng gương mặt mái tóc cũng thần tiên lắm á. Em không thích điều gì đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông nóng tính, vụ phu, gia trưởng, bạo thủ, keo kiệt. Đúng rồi. Ai mà thích cái mẫu người đàn ông đó trời. Vũ phu được keo kiệt nữa. Có vũ phu không? Không anh, em rất là hiền. Đặc biệt là em rất là tôn trọng bạn gái. Nếu bạn gái lỡ đánh em gái thì sao? Thì mình cười thôi. Hay bởi vì sao? Bạn gái đánh được có mạnh đâu. Đủ đánh mạnh luôn rồi sao? Cũng không sao hết. Rồi nhớ nha. Em nhớ mà. Ừ.
Rồi vậy được ha. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nha. Dạ vâng. Gái đi với ai? Dạ em đi với các anh chị đồng nghiệp trong công ty và một số bạn bè. À, đại diện nhà gái đi. Tôi là chú và cũng là đồng nghiệp của cháu Hoa. Cháu Hoa ở cơ quan tôi ấy, thực ra là cháu cũng thiệt thòi là vì chúng cơ quan tôi là toàn những người lớn tuổi, cho nên cái sự giao tiếp và sự giáo dục cũng không có. Mà cháu Hoa thì cháu làm việc rất siêng năng mà tính tình thì ở cơ quan thì ai quý. Chú nói với cháu là bây giờ nếu như cháu dạ. cảm thấy hai đứa bấm chuông với nhau mà chú cũng cảm thấy là cháu là những người mà có tính chất là thông minh và công việc cũng là chu toàn rồi. Dạ, chú mong muốn các cháu là nên bấm chuông với nhau. Chú chúc hai cháu là hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú. Trai đi với ai? Dạ, nay em đến cùng với mợ em ạ. Rồi, xin chào nhà trai. Em xin chào khán giả trong trường quay, xin chào anh Quyền Linh và chị Vân. Mợ trẻ dữ vậy mợ. Tại vì bố mẹ ở Vũng Tàu nên hơi xa, nên hôm nay em là mợ của Thắng. Thì hai vợ cháu ở gần nhà nhau nên em đi cùng với Thắng. Thì Thắng thì nói chung là hiền lắm, nó cũng không biết nói chuyện, không biết tán gái mấy đâu, nên chị mở thấy là bé này là rất là dễ thương á. Thắng nó phù hợp với lại bên bên mình cháu trúng số đúng không ạ, nên mở nghĩ là hai đứa nên cho nhau một cơ hội để trước chắc là mình làm bạn, sau đó nếu mà hợp thì mình sẽ tính tới chuyện lâu dài hơn. Vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn mợ. Mợ nói nó khờ, đâu có khờ đâu. Lanh lắm á, tự tin nữa. Rồi, cảm ơn mợ. Rồi, vậy là mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Nào, mở rào. Việc là của mình đó. Cố lên nào. Nó nhìn kìa, đó. Tấn công. Anh chào em. Dạ, chào anh. Trời, người đâu dễ thương vậy em. Cảm ơn anh. Trời, em thì hơi ngát luôn. Được không? Dạ. Rối rồi, bạn nam rối rồi, rối chắc luôn rồi. Anh tặng em cái đèn ngủ này. Dạ. Nó thay cho những lời chúc ngủ ngon của anh. Dạ. Dành cho em. Dạ. Vào mỗi đêm. Cảm ơn anh. Chúc em ngủ ngon. Dạ. Em ngủ ngon nha. Vâng. Em còn có một món quà để tặng anh. Rồi, giờ mình tặng dạ. gì nè? Em có quyển sách tặng cho anh. Cuốn sách này có tựa đề là Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu. Anh có từng suy nghĩ về câu trả lời này chưa? À chưa, vì chưa ai hỏi anh cái này. À dạ vâng, anh thử đọc và nghiên cứu. Có gì hay thì chúng mình chia sẻ với nhau. Cảm ơn em. Dạ vâng. Anh sẽ đọc liền. Dạ, em lên đây cũng hồi hộp. Em cũng có một số câu hỏi đố vui để anh và quý vị khán giả ở đây cùng thư giãn. Câu hỏi đố vui thôi ạ. Mời em. Dạ vâng. Dân gian có câu nước đổ đầu vịt, dùng cho những người không biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô. Câu này có liên hệ gì với hiện tượng vật lý không? Đó là hiện tượng nào? Các bạn có thể trợ giúp cho anh. Được, không sao, yên tâm. Theo như anh biết ấy, là lông vịt ấy, nó có một cái cấu tạo đặc biệt. Thì cũng nhờ vì vậy cho nên là cái nước nó không có bám lâu trên đó được. Cái này là liên quan một bài ở vật lý lớp 10, đó là các hiện tượng của bề mặt chất lỏng. Và đó là hiện tượng không dính ướt. Rồi câu hỏi thứ hai nha, cầu vồng xuất hiện khi nào? Cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa em. Đúng rồi, sau cơn mưa là vào mùa hè. Rồi câu thứ ba, ai đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn? Định luật vạn vật hấp dẫn là do Newton tìm ra. Chính xác, Isaac Newton. Câu thứ tư, tại sao quả táo không bay lên trời mà là bị rớt xuống đất? À, thực ra cái gì cũng rớt xuống đất thôi. Vì sao ạ? Thả anh em rớt xuống đất vậy. Bởi vì mọi vật đều có trọng lực. Với lại là lực hút của trái đất. Đúng rồi. Và câu hỏi cuối cùng đó là 1kg bông và 1kg sắt thì cái bên nào nặng hơn? Câu này nghe quen lắm. Dạ, câu này đố vui mà. Hai cái nặng bằng nhau em. Dạ, ok, đúng chính xác. Cảm ơn anh nha. Thế vậy anh đã qua vòng sơ tuyển của em chưa? Dạ, chưa biết ạ. À ừ. Cho anh câu trả lời nhanh nha. Dạ. Bạn nam là cũng học đại học Bách Khoa đó là thì, ta, thì bên đây ta học vật sư phạm vật lý rồi. Hai người chết qua chết lại đó. Lúc trước anh còn thi khối A không? Đúng rồi em. Dạ. Trời ơi, này hai đứa này lấy nhau xong đẻ ra con giỏi ghê sầu luôn. Đứng nhất lớp rồi, gần như là lớp trưởng khoa. Mình đang ta đi vượt qua vòng 1. Bây giờ mình trở về ghế mình trò chuyện với nhau nào. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Hiện tại thì em đang ở với ai? Dạ em ở một mình ạ. Em ở trò ở Bình Thành ạ. Thế ở một mình có buồn không em? Dạ có chứ ạ. Cô đơn lắm anh ạ. Trời ơi, những lúc cô đơn đó, bây giờ có anh rồi, anh cũng rất sợ cô đơn. Dạ.
Anh thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại ạ? Anh thì phụ nữ nào cũng được hết. Biết sao chịu đồng ý anh là được. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Dạ, trước hết đó là sự yêu quý, thấu hiểu, bao dung, vì tha, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Dạ, đó là quan điểm tình yêu của em. Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh ha? Không, em không tin. Tức là theo em là tình yêu cần phải có thời gian. Đúng rồi, cần thời gian tìm hiểu nhau. Nó cũng giống như cái cây vậy, nó cần phải được chăm bẵm để nó sinh sôi nảy nở phát triển và ra hoa kết quả. Đó mới là quả ngọt. Chính xác, lúc đó thì mình sẽ chấp nhận những thói hư tật xấu của nhau. Dạ. Để sắp đèn cầm cho. Bước tới cô gái, nãy giờ mình cảm nhận gì, trái tim có rung động chưa? Mình nói cho cô gái biết và mình mong muốn điều gì, em mình cảm nhận điều gì từ nãy giờ mình nói chuyện. Cứ nghĩ sao nói vậy, hai nắm hai tay để cảm nhận cái cảm xúc của nhau. Sao anh rung? Em rất là xinh đẹp. Em nói chuyện rất là có duyên. Em rất là đa năng. Cảm ơn anh. Thì em nghĩ lên đây là cũng là một cái duyên. Nên chúng ta cùng trân trọng cái khoảnh khắc này và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Hát một bài tặng cô ấy tiếp. Anh ơi, để em suy nghĩ bài được mà. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. Anh sẽ hát bài Sóng Tình. Này người yêu dấu ơi, em là nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng vàng, em đẹp như ngàn năm cô tinh. Biển dịu êm vần mái tóc của em, hãy nói những ước muốn của đời mình. Dù chỉ với ánh mắt và nụ cười, cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn. Hạnh phúc sẽ mãi mãi từ nụ cười, hạnh phúc sẽ lấp lánh từ cuộc đời của em. Nhau rồi đi hả? Đây là cặp đôi mà rất là thú vị. Anh nghĩ rằng là hai đứa có rất nhiều thứ để hợp nhau. Và chúng ta hãy để tay vào nút bấm. À, anh ơi, cho em xin phép được đếm thay anh được không ạ? Được luôn. Vâng. Em có quyền quyết định tất cả mọi thứ. Nếu mà ấn nhớ ấn mạnh nha em. Ta bấm luôn rồi đó. Nào, 3, 2, 1. Được đấy. Đấy, bắt tay luôn. Sao nhỉ? Sóng đã đưa em đến với anh. Nhưng đây không phải là sóng của Xuân Diệu, mà là sóng của HTV. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, anh cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Rồi, thôi bây giờ một cái thủ tục đầu tiên là mình phải làm ngay và liền thôi. Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thôi nào. Em ơi. Em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không? Câu này hay quá. Giật chốt an toàn. Trời ơi, câu mới nghĩ ra đó. Mới nghĩ ra ngay tức thì luôn. Mới nghĩ tức thì luôn hả? Đúng rồi, tất cả chương tình mà. Chương tình hay quá nhờ. Giật chốt an toàn. Vâng. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Makano tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Makano tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Makano thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, Makano sẽ tặng máy lọc nước phong thủy ion kềm trị giá 13.800.000 đồng. Makano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hy vọng chúng ta sẽ chăm sóc mối tình này cho nó đẹp và nó thăng hoa hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chào hai đứa nha. Cảm ơn anh. Từ đây cảm ơn chị Hồng Vân ạ. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò.